Lượng Sơn. Cú đá chính xác của Tiến Sơn của giải thế giới võ cổ truyền năm 2024 nội dung đôi cao. Và vừa rồi là cú đá của Tiến Sơn. Cú đá đã khiến cho Redisco phải gục xuống sàn. Và Redisco không thể tiếp tục thi đấu. Một cú đá rất nặng của Tiến Sơn. Redisco đã phải nằm xuống. Cú đá rất chuẩn xác của Tiến Sơn. Sau đây chúng ta sẽ đến với trận đấu ở hạng cân 90kg nam, có sự xuất hiện của Shakhtar Rezinko. Võ sĩ của Cộng hòa Liên bang Nga sẽ đối đầu với võ sĩ Nguyễn Tiến Sơn của đội tuyển Việt Nam. Và đây là sự xuất hiện của Nguyễn Tiến Sơn, võ sĩ ở đơn vị Thanh Hóa đại diện cho đội tuyển Việt Nam thi đấu với võ sĩ của Cộng hòa Liên bang Nga Shakhtar Rezinko. Đây là sự xuất hiện của Rezinko. Tiến Sơn sẽ đối đầu với Shakhtar Rezinko ở hạng cân 90kg nam tại giải thế giới võ cổ truyền năm 2024. Và chúng ta cùng đợi Rezinko có đem về lại tấm huy chương vàng thứ tư cho đoàn đối kháng Liên bang Nga ở giải thế giới võ cổ truyền Việt Nam hay không. Anh em để cho ý, hẹn thứ nhất, bắt đầu. Đó là Lão Lượng Sơn. Cả hai võ sĩ đều được cộng 2 điểm. Bây giờ là trận đấu giữa Rezinko và Nguyễn Tiến Sơn. Nguyễn Tiến Sơn có thể vượt trội hơn Rezinko. Tiến Sơn đang chủ động. Cú đấm đầu tiên là của Rezinko. Cú đá chính xác và những cú đấm chính xác của Tiến Sơn. Cú vật của Rezinko. Nhưng đây sẽ là một đòn đánh ngã không được công nhận. Trọng tài đã nhắc nhở Rezinko không được quăng quật. Vẫn là những tình huống nhấp nhả, đá dập chính xác của Tiến Sơn. Vừa rồi là một tình huống hút đầu, hai tình huống hút đầu của Rezinko. Đây có vẻ không phải là một tình huống cố tình chơi xấu. Và vừa rồi là một tình huống trừ điểm của trọng tài. Có vẻ là Rezinko là một võ sĩ thi đấu bộ môn Sambo, một võ cổ truyền của nước Nga. Và những trong luật thi đấu của Sambo thì các võ sĩ được quyền húc đầu. Và đây chỉ là thói quen của Rezinko mà thôi. Cú đá chính xác của Tiến Sơn. Liên tục là những cú đá rất nặng của Tiến Sơn vào Rezinko. Rezinko cũng là một võ sĩ lớn tuổi nhưng đang thi đấu rất song phẳng với võ sĩ trẻ đến từ đoàn Thanh Hóa, Nguyễn Tiến Sơn. Liên tục là những cú đấm của Rezinko và những cú đổ trỏ vào bên trong của Tiến Sơn. Rezinko có vẻ đã thấm mệt rồi. Dù trận đấu chỉ là ở hiệp thi đấu đầu tiên nhưng chúng ta đã thấy được Rezinko đã khá mệt. Hai đã một đá chính xác của Tiến Sơn. Liên tục là những cú đấm của Tiến Sơn. Tiến Sơn đã áp đảo Rezinko. Trọng tài bắt đầu đến với Rezinko. Tiến Sơn là một trong những võ sĩ hiếm hoi của đoàn thể thao Việt Nam, có thể đánh đếm được các võ sĩ của Cộng hòa Liên bang Nga. Và chúng ta sẽ quay trở lại với hiệp đấu của Tiến Sơn và Rezinko. Trận đấu tiếp tục, Rezinko và Tiến Sơn. Tiến Sơn đã đánh đếm được Rezinko và bây giờ là lúc mà đẳng cấp của Tiến Sơn lên tiếng. Liên tục là những cú đấm của Tiến Sơn, những tình huống đổi đấm rất tốt của Tiến Sơn và cũng là nỗ lực cho võ sĩ lớn tuổi Rezinko. Liên tục là những tình huống đổi đòn của cả hai võ sĩ, những tình huống đổi đòn rất nhiều của hai võ sĩ. Rezinko với những cú móc ngang của mình,
Và bây giờ là sự tấn công của Tiến Sơn. Tiến Sơn đang dồn ép Redisco. Redisco vẫn rất kiên cường với những cú đấm của mình. Cú đấm của Tiến Sơn. Có lẽ vừa rồi Tiến Sơn đã đá trúng vào hạ bộ của Redisco. Và sau trận đấu giữa Tiến Sơn và Redisco, chúng ta sẽ đến với trận đấu cuối cùng của giải thế giới võ cổ truyền năm 2024 nội dung đôi cao. Và vừa rồi là cú đá của Tiến Sơn. Cú đá đã khiến cho Redisco phải gục xuống sàn. Và Redisco không thể tiếp tục thi đấu. Một cú đá rất nặng của Tiến Sơn. Redisco đã phải nằm xuống. Cú đá rất chuẩn xác của Tiến Sơn. Và Tiến Sơn sẽ giành được tấm huy chương vàng của giải thế giới võ cổ truyền năm 2024. Redisco cũng đã rất nỗ lực rồi. Và chính thức Tiến Sơn giành tấm huy chương vàng tại giải thế giới võ cổ truyền năm 2024. Redisco đang cần đến sự trợ giúp của các nhân viên y tế sau cú đá thẳng vào đầu đến từ Tiến Sơn. Redisco cũng là một võ sĩ lớn tuổi, nhưng anh đã rất quyết tâm để tham gia giải thế giới võ cổ truyền năm 2024. Và Tiến Sơn là một đối thủ quá mạnh so với Redisco. Chúng ta cũng phải khen cho những nỗ lực của võ sĩ đến từ Cộng hòa Liên bang Nga, Redisco, người đã rất lớn tuổi rồi nhưng vẫn cố gắng thi đấu tại giải võ thế giới cổ truyền năm 2024. Nỗ lực của Redisco. Và xin chúc mừng Tiến Sơn với tấm huy chương vàng tại giải thế giới võ cổ truyền. Xin chúc mừng Tiến Sơn. Chuyển động cùng Võ Việt.